Chiều ngày 16 tháng 3, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có cuộc gặp mặt, đối thoại với đại biểu đoàn viên, thanh niên thủ đô. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, đại biểu Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Buổi gặp mặt, đối thoại diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1930, ngày 17 tháng 3 năm 2022, 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022 và đang trong những ngày cao điểm của tháng thanh niên năm 2022, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với tuổi trẻ thủ đô. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên, Đảng ta tiếp tục đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích trong giai đoạn cách mạng mới. Thanh niên là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Trước khi buổi đối thoại bắt đầu, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã tổng hợp các nhóm vấn đề lớn, vấn đề mới được nhiều đoàn viên, thanh niên quan tâm để báo cáo, đề xuất với đồng chí Bí thư Thành ủy. Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành thông chi số 02 về việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã chủ động gửi văn bản phối hợp tới cấp ủy, các đơn vị đề nghị quan tâm chỉ đạo tổ chức rà soát, bố trí công tác mới đối với cán bộ đoàn chủ chốt cấp huyện và cơ sở đến tuổi trưởng thành trong năm 2022 trước thềm đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Kính thưa đồng chí Bí thư, kính thưa các đồng chí, Thành đoàn Hà Nội xin được trân trọng báo cáo với đồng chí Bí thư Thành ủy 10 vấn đề mà đoàn viên thanh niên thủ đô xin đề xuất kiến nghị với đồng chí Bí thư và các đồng chí lãnh đạo thành phố. Tại chương trình hôm nay, Thành ủy tiếp tục chân thành lắng nghe, có giải pháp tháo gỡ các vấn đề trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đồng chí chia sẻ là để từng bước khắc phục cái tồn tại nêu trên, thì trong nhiệm kỳ này thành phố sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ và nhóm giải pháp trọng tâm nào. Thứ hai là khi mà đồng chí chia sẻ tầm nhìn và cái mục tiêu của thành phố trong việc thực hiện dự án đường vành đai 4. Thành đoàn Hà Nội trân trọng kính đề xuất Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Thành đoàn Hà Nội phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết 09 và các đề án của thanh niên phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo của thủ đô. Thì trong buổi hôm nay thì rất là kính mong đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ có những cái chia sẻ về chủ trương, về quan điểm, định hướng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid trong thời gian tới. Các nhóm Facebook là các nhóm mở có thể sự tham gia của rất nhiều các sở ban ngành, các tổ chức cá nhân với các tài khoản cá nhân cũng như là tài khoản Facebook, thì rất mong muốn là từ sự thành ủy cũng quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền cũng như các đảng viên cán bộ công nhân viên chức trên trong toàn hệ thống chính trị của thành phố cũng quan tâm tham gia vào 500 đồng chí đó công tác thứ này. Sau khi lắng nghe báo cáo các nội dung kiến nghị, đề xuất cũng như các ý kiến phát biểu trực tiếp, đồng chí Bí thư Thành ủy đã phân công lãnh đạo các sở, ngành giải đáp những thắc mắc liên quan đến từng lĩnh vực phụ trách. Đến giờ phút này trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đồng chí thư, năm 2016 thì chúng ta khảo sát đưa vào danh mục kiểm kê 5.922 di tích và di sản. Nhưng nếu mà ta khảo sát tiếp tới thì số lượng di tích của thành phố sẽ hơn. Vì vậy các đồng chí đặt ra chỉ tiêu là số hóa 4.000 di tích trên 5.922 di sản là rất tốt. Và đây là những hoạt động mà các đồng chí đã có kinh nghiệm ở quận Tây Hồ và một số quận khác. Thì sở văn hóa sẵn sàng và cũng để các đồng chí tham gia rất tích cực và hiệu quả. Nên thủ đô cả những cái gì nữa. Cao đẳng đại học trên địa bàn thủ đô vẫn là thanh niên thủ đô nhé, cũng là một nguồn cả đấy, chỉ là phối hợp cho nó kỹ chỗ này, quảng bá rồi hỗ trợ tình nguyện viên vân vân rất là tốt rồi, đúng nè. Các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã được Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội giải đáp. Đặc biệt là phát triển các hợp tác xã kiểu mới thì tôi cho là thanh niên là tiếp cận
với cái tiến bộ kỹ thuật, về phương thức tổ chức sản xuất rất là nhanh nhạy và có thể nói là đang là rất hướng cho các cái liên kết phát triển ở khu vực nông nghiệp chúng tôi. Liên quan đến vấn đề về sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, giáo dục của Đoàn Thanh niên thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, đồng chí Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng để vận động những công ty thanh niên này để di chuyển những địa điểm mới, đồng thuận để tạo điều kiện chuyển lại cơ sở vật chất mới cho đoàn thanh niên. Về công tác giáo dục tư tưởng, đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai giải đáp. Đoàn thanh niên thì đề nghị là phải có cái sự phối hợp chặt chẽ hơn và có cái sự vào cuộc thiết thực để giữa các cái cơ quan đoàn thể để làm sao mà tạo được cái kênh thông tin chính thống theo cái hướng là lấy xây dựng chống và thứ hai là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, chúng tôi hoàn toàn đồng tình. Cũng tại hội nghị, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã giải đáp những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, cơ chế chính sách cho cán bộ đoàn, hội, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Nhân đại của đoàn các đảng thì sẽ tập trung củng cố đội ngũ cán bộ đoàn từ thành phố tới các quận huyện và đương nhiên là cái cũng là sẽ các quận huyện lo các địa phương. Và trước mắt báo cáo chúng tôi là đoàn đây thì thành phố như đây năm đồng chí của tổ chức thành đoàn thì ba đồng chí đã đến tuổi cũng là bài toán và các đồng chí kiến nghị vừa rồi một số các đồng chí làm chuyên trách ở các ban và các đơn vị sự nghiệp của thành đoàn. Chúng ta báo cáo chúng ta đây cũng là nguồn cán bộ của thành phố trẻ năng lực trình độ có hiểu biết đặc biệt là công nghệ thông tin và quản lý. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định vai trò to lớn của thanh niên với thủ đô và đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Lịch sử đất nước ta, trong đó có thời đại Hồ Chí Minh, đã ghi dấu những đóng góp to lớn của các vị anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hóa của dân tộc từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Nghị quyết số 25 ngày 25 tháng 7 năm 2008 tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 đã khẳng định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai vận mệnh của dân tộc, là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Chúc mừng Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội nhân dịp tháng thanh niên và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến ngày 26 tháng 3 năm 2022. Tại chương trình, Thường trực Thành ủy tặng Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Lao động Hà Nội lần thứ 4 ngày 28 tháng 12 năm 1963 và lãng hoa tươi thắm. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, nhằm tôn vinh những thanh niên có thành tích xuất sắc nổi bật trong các lĩnh vực, từ năm 2009, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức xét chọn và trao tặng giải thưởng thường niên gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu. 10 gương mặt trẻ được phát hiện, tuyên dương năm nay là những cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và gương mẫu, tiêu biểu trong lao động sáng tạo, học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đây là những tấm gương sáng trên các lĩnh vực được đoàn thanh niên các cấp, các tổ chức và cá nhân đề cử trong năm, được hội đồng giải thưởng xét duyệt.